Em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em giao lưu đến cả nhà những cây bông trang Mỹ đỏ mà lá Mỹ cam nha cả nhà. Đây là những anh Mỹ đỏ lá Mỹ cam ảnh đang cho hoa. Bông màu rất là tươi luôn. Mỹ đỏ và lá Mỹ cam ạ. Bông ở dưới này là ảnh sắc tàn. Đây là cây bé xíu ạ. Trên này là cây lớn. Cái bông của ảnh, cái màu rất là tươi, nhìn mê luôn cả nhà. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn của em. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.